Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào cả nhà thân yêu của mình nha. Em xin phép cho được lên TV chút xíu nha. Anh ơi, chào bên ơi. Chúc miền Tây. Dạ, chúc tất cả anh em miền Tây thật nhiều sức khỏe nha. Chào đại gia đình nè.